đến những ngày gian khổ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, cũng như sự nghiệp dựng xây bảo vệ Tổ quốc. Bác huấn thị cho lực lượng công an nhân dân không chỉ ở những hội nghị công an toàn quốc hàng năm, mà bất kỳ đơn vị nào có dịp tới, Bác đều khuyên dạy cán bộ chiến sĩ về nghệ thuật làm công an, về vận động quần chúng, trong đó lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm cốt lõi. Tháng 7 năm 1976, mặc dù sức khỏe hạn chế, nhưng Bác vẫn quan tâm đến lực lượng công an nhân dân.